Ngỡ bắt được dơi khổng lồ về khoe mẽ, cả nhóm người sợ xanh mặt khi biết đây là quái thú hút máu khiếp đảm. Một nhóm thợ săn ở Philippines vào rừng săn bắt đột nhiên nhìn thấy một con quái vật khổng lồ có cánh lượn lờ ở bìa rừng. Con vật dang đôi cánh rộng khoảng 2 mét, trông giống như một loài dơi khổng lồ. Họ đã đặt bẫy và chuẩn bị cả súng để săn bắt loài vật này. Sau đó, nhóm thợ săn cố định cánh của nó trên một sợi dây để cố định nó và nhiều người có thể chứng kiến. Toàn thân loài vật này đầy lông, bộ cánh khổng lồ như một chiếc áo choàng ngoài cơ thể. Loài vật đầy lông lá có đôi tai nhỏ, đôi mắt to. Bộ cánh của nó giống như một chiếc áo choàng bên ngoài. Để hỏi rõ nguồn gốc của loài dơi khổng lồ này, một trong số những người đi săn đã trở về làng tìm người có kinh nghiệm và hiểu biết để hỏi. Đây là loài quái vật chuyên hút máu động vật để sinh tồn. Loài động vật nguy hiểm khiến ai cũng phải cảnh giác khi nhìn thấy. Sau khi quay trở lại, họ đều tỏ ra sợ hãi bởi đây được xem là loài quái thú hút máu. Nó thường tấn công gia súc và hút máu các loài vật này để sinh sống. Kỳ lạ, vịt ba chân và bốn chân ở Long An. Anh Lâm Mạnh Hùng ở ấp Long Bình, xã Long Trì, huyện Châu Thành, tỉnh Long An cho biết, hai con vịt ba chân và bốn chân ở nhà anh đang phát triển bình thường, cân nặng ngoài 3kg một con. Anh Hùng tìm thấy hai con vịt trong nhóm vịt bỏ đi, chuẩn bị bán cho các hộ nuôi trăng tại một lò ấp vịt. Thấy hai con vịt có hình dạng kỳ lạ, anh quyết định mua về để nuôi. Sau gần 4 tháng, hai con vịt không chỉ phát triển bình thường mà còn khá béo tốt. Vịt ba chân thì có một chân nhỏ trên lưng, vịt bốn chân lại có hai chân thừa phía sau, chân cũng có màng móng như chân vịt bình thường. Việc đi lại của vịt bốn chân có chút khó khăn vì hai chân thừa hơi nặng, anh Hùng cho biết. Chú vịt bốn chân ở Tây Ninh. Đó là con vịt duy nhất có bốn chân trong đàn vịt siêu thịt của ông Tư Bông, ngụ ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành. Ngoài hai chân chính để đi, con vịt có thêm hai chân phụ phía sau. Theo ông Tư Bông, bầy vịt này ông mua cách đây 2 tháng. Khi đó, ông vẫn chưa phát hiện ra con vịt có bốn chân trong bầy. Thấy lạ, ông vẫn để nuôi thử. Ngoài hai chân bình thường, phần phía dưới phao câu của con vịt này còn có thêm hai cái chân với đầy đủ xương da và cả móng, nhưng nó ngắn hơn. Tuy nhiên, hai chân phụ của con vịt không hề có chức năng gì, cũng không thể cử động được. Nên khi di chuyển, con vịt phải kéo lê theo hai chân thừa phía sau. Hiện con vịt bốn chân vẫn đi chung đàn ra cánh đồng kiếm thức ăn bình thường. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.